Chào các bạn, chào mừng các bạn đến với bản tin bóng đá sáng ngày hôm nay. Những diễn biến mới nhất xoay so quanh U23 Việt Nam sẽ được gửi đến các bạn qua bản tin ngay sau đây. Mời các bạn cùng lắng nghe. Cổ động viên Đông Nam Á phản ứng bất ngờ về chiến thắng của U23 Việt Nam trước U20 Hàn Quốc. Kính thưa quý vị các bạn, như vậy là U23 Việt Nam đã đánh bại U20 Hàn Quốc với tỷ số 1-0 trong trận gia hữu thứ hai được tổ chức trên sân vận động Hàng Đẫy tối ngày hôm qua. Khác với trận đấu trước, Trận đấu hòa một đều trên sân Việt Trì thì Thể Park đã tung ra đội hình mạnh nhất với cuộc đối đầu với U20 Hàn Quốc với sự xuất hiện của những Hùng Dũng, Hoàng Đức, Tiến Linh, ba cái tên quá tuổi của U23 Việt Nam. Đội bóng của chúng ta sớm làm chủ thế trận và vươn lên dẫn trước nhờ bàn thắng của Văn Tùng. Những phút sau đó thì cả hai đội đều không có thêm nhiều cơ hội ghi bàn và khi có thì cũng không thể tận dụng được. Huấn luyện Park Seo cũng đã sử dụng đầy đủ 10 quyền thay người để tạo cơ hội vào sân cho các cầu thủ. Trục cuộc thì U23 Việt Nam đánh bại U20 Hàn Quốc với tỷ số 1-0. Ngay sau khi kết thúc trận đấu này thì nhiều cổ động viên của khu vực Đông Nam Á đã có những phản ứng bất ngờ về kết quả trục cuộc của trận đấu này. Cụ thể, một tài khoản Facebook có tên là Nana đến từ Indonesia cho hay: U23 Việt Nam là đội mạnh và là ứng viên số 1 cho chức vô địch ở SEA Game, rất chờ đợi trận mở màn của vòng bảng. Trong khi đó thì một cổ động viên khác cũng đến từ Indonesia thì đưa ra so sánh khá thú vị. Thật ấn tượng là khi U23 Việt Nam có thể đá ra hữu hẳn với đội tuyển U20 Hàn Quốc, khác với U23 Indonesia, họ chỉ thi đấu với các câu lạc bộ của trường đại học mà vẫn có thể phải nhận thất bại. Tài khoản có tên là Van Meta để loại bình luận trên trang Asian Football như sau. Chúng ta phải thừa nhận rằng Việt Nam đang là đội mạnh tại Đông Nam Á vào lúc này. Các bạn thân mến, sau hai trận giao hữu với U20 Hàn Quốc, huấn luyện viên Park Seo sẽ chính thức chốt danh sách cầu thủ U23 Việt Nam tham dự SEA Games. Những cầu thủ bị loại vẫn có thể được giữ lại cho đội hình B nhằm có những phương án dự phòng cho kỳ đại hội trên sân nhà. Huấn luyện viên U20 Hàn Quốc hết lời khen U23 Việt Nam các bạn thân mến, những cầu thủ U23 Việt Nam, đặc biệt là những cầu thủ quá tuổi, đã nhận nhiều lời khen ngợi từ huấn luyện viên Kim Ân Dung sau trận giao hữu trên sân hàng đẫy. U23 Việt Nam đã có trận tái đấu với U23 Hàn Quốc trên sân hàng đẫy sau khi đội hòa nhau một đều ở lượt đấu trước diễn ra cái đấy ngày trên sân Việt Trì Phú Thọ. Ở trận đấu tối ngày 22 tháng 4, thầy Park đã tung vào sân tất cả những con bài mà ông có trong tay, bao gồm cả những cầu thủ quá tuổi như Tiến Linh, Hoàng Đức, Anh Hùng Dũng để có thể đánh giá tổng quan nhất về lực lượng hiện tại của đội. Và với sự góp mặt của những cầu thủ quá tuổi, U23 Việt Nam dễ dàng có thế trận thuận lợi trước đối thủ. Sự cơ động của Hồng Dũng cùng khả năng cầm nhịp của Hoàng Đức giúp cho đội bóng của huấn luyện viên Park Seo kiểm soát được khu trung tuyến và giành thắng lợi tối thiểu. Hai cầu thủ này nhận được lời khen ngợi từ huấn luyện viên của U23 Hàn Quốc. Lực lượng của U23 Việt Nam trong trận đấu này đã có sự bổ sung đáng kể Tôi thấy rất ấn tượng với những cầu thủ quá tuổi của ông Park Hang-seo. Hai cầu thủ là số 6 Hoàng Đức và số 8 Hồng Dũng bên phía U23 Việt Nam đã khiến cho U23 Hàn Quốc gặp nhiều khó khăn. Nhóm cầu thủ quá tuổi của U23 Việt Nam có sự tổ chức và phối hợp tốt với nhau khi thi đấu và đó là những cái tên rất tốt. Ngoài những cầu thủ trên thì tôi còn ấn tượng với cầu thủ số 21 Nguyễn Thanh Bình. Bàn thắng duy nhất của trận đấu đến do công của Nguyễn Văn Tùng ở phút thứ 45 sau pha tạt bóng của Lý Công Hoàng Anh Tiền đạo mang áo số 23 dứt điểm cận thành mang về bàn thắng cho đội nhà. Hiệp 2 thì hai đội dù rất cố gắng nhưng không đội nào ghi được bàn thắng và cuối cùng tỷ số 1-0 là tỷ số cuối cùng của trận đấu này. Huấn luyện viên Park Sơn nói gì sau trận thắng U20 -Hm Hàn Quốc? Các bạn thân mến, chia sẻ sau trận thắng nhọc trước các cổ thủ trẻ U20 -Hm Hàn Quốc, huấn luyện viên Park Sơn của đội tuyển U20 Việt Nam đánh giá cao vai trò của ba ngôi sao quá tuổi sau trận thắng 1-0 trước U20 Hàn Quốc trên sân đằng đấy tối ngày 22 tháng 4, thầy Park cho biết việc huấn luyện viên U20 Hàn Quốc thừa nhận rằng cầu thủ quá tuổi là những người định đoạt trận đấu rõ ràng là không còn điều cần phải bàn cãi. Đó là lý do vì sao tôi gọi họ vì tất cả đều chưa tốt và tác động đến trận đấu. U23 Việt Nam có hai mục tiêu sau trận giao hữu với U20 Hàn Quốc. Đó là để xem là liệu có sự ăn ý giữa các cầu thủ quá tuổi với liệu U23 này hay không. Khi không có các cầu thủ quá tuổi thì đội U3 sẽ chơi như thế nào? Các trận giao hữu như thế này cũng để cho ban huấn luyện kiểm tra khả năng thi đấu của các vị trí khác nhau của từng thành viên trong đội, nếu cầu thủ thi đấu được ở nhiều vị trí thì điều đó sẽ rất có lợi. Trả lời về danh sách rút gọn 20 cầu thủ U3 Việt Nam, thầy Park cho biết là sẽ giữ lại một số cầu thủ để tiếp tục tập luyện nhằm tránh những rủi ro phát sinh. Do tình hình dịch bệnh hiện tại nên Việt Nam sẽ cố gắng duy trì quân số nhiều hơn quy định sẽ có khoảng 6 đến 7 cầu thủ dự bị. Nếu có ai đó nhiễm Covid-19 thì đội sẽ có những sự thay đổi cho phù hợp. Chính vì vậy mà tôi sẽ luôn duy trì khoảng 26 27 cầu thủ trong danh sách. Khi được hỏi về việc là có tự tin tiến sâu ở SEA Games với lực lượng này hay không, thầy Park cho biết U23 Việt Nam có vô địch được hay không thì tôi không biết, tôi chỉ biết mình sẽ cố hết sức mà thôi. Sau màn thờ lửa đạt yêu cầu trước U23 Hàn Quốc thì đội tuyển U23 Việt Nam sẽ còn 2 tuần chuẩn bị trước khi bước vào trận gia quân tại SEA Games gặp U23 Indonesia vào tối ngày 6 tháng 5 U23 Việt Nam bộc lộ nhiều vấn đề dù vừa đánh bại U23 Hàn Quốc các bạn thân mến sau khi theo dõi trận đấu của U23 Việt Nam thì phóng viên Tiến Dũng của truyền hình Next Media đã chỉ ra những điểm yếu có thể khiến cho thầy trò HLV Park Sơ phải lo lắng trận này HLV Park Sơ không vội thay các trụ cột ra ngoài đây là điều không bất ngờ lắm vì huấn Park thường sử dụng các trụ cột như Hùng Dũng, Hoàng Đức đến khoảng tầm phút 60. Nhưng khi theo dõi hiệp 2 của trận này, chúng ta mới thấy rõ khoảng cách về trình độ giữa đội hình 1 và đội hình 2 vẫn còn là rất lớn. Trong hiệp 2, U23 Việt Nam không còn chủ động về thế trận, các cầu thủ để mất bóng nhiều ở hai cánh. Tôi nghĩ rằng là một số cầu thủ được sử dụng trong hiệp 2 sẽ rất khó cạnh tranh suất đá chính ở SEA Games sắp tới. Rất nhiều khả năng họ sẽ phải ngồi ngoài. Khi đánh giá về ba tuyến của U23 Việt Nam thì phóng viên Tiến Dũng cho rằng hàng tấn công chính là vấn đề khiến cho Tây Park phải lo lắng nhiều nhất. Với cá nhân tôi, hàng phòng ngự của U23 Việt Nam chơi khá ổn khi có Thanh Bình, Việt Anh, Văn Tới. Hàng tiền vệ cũng rất ổn với Hồng Dũng, Hoàng Đức. Tuy nhiên hàng tiền đạo chính là vấn đề lớn nhất. Ngoài Tiên Linh thì những cầu thủ khác chưa thể hiện được nhiều điều. Hiệu suất trên hàng công của U23 Việt Nam về cơ bản là không cao và hàng công chính là chỗ mà khiến cho Hunter Parker phải đau đầu nhất. Trong khi đó thì huấn luyện viên Phạm Minh Đức cho rằng là trận thắng của U23 Việt Nam trước U20 Hàn Quốc có dấu ấn của yếu tố may mắn. Hiệp 1 đội đá khá tốt, với đội hình đó mà đá ở Phú Thọ trận lượt đi thì tôi nghĩ U23 Việt Nam sẽ giành chiến thắng. Hiệp 2 thì hàng phòng ngự của chúng ta vẫn thi đấu khá tập trung nhưng may mắn phần nào đứng về phía chúng ta, đặc biệt là ở tình huống dứt điểm của cầu thủ Hàn Quốc đưa bóng đi đập cột dọc. Nhìn chung thì U23 Việt Nam chơi là khá ổn nhưng cộng thêm yếu tố may mắn để giành chiến thắng này. Về mặt nhân sự thì huấn luyện viên Phạm Minh Đức nhận định thêm, đội hình 2 có thể chọn ra một số cầu thủ như Lê Văn Xuân, Huỳnh Công Đến, Trọng Long, Hồ Thanh Minh, họ là những cái tên có thể được thầy Park bổ sung vào đội hình dự bị ở SEA Games. Quay trở lại với trận đấu, chiến thắng của U23 Việt Nam là xứng đáng, song vẫn còn đó nhiều nỗi lo dành cho huấn luyện viên Park Seo. Bàn thắng ở phút thi đấu chính thức cuối cùng ở hiệp đấu đầu tiên thuộc về U23 Việt Nam là quá đẹp dù cho nó đến từ những sai lầm của hàng thủ U20 Hàn Quốc. Khá ngạc nhiên khi đường tạt bóng từ biên vào của Lý Công Hoàng Anh đã đi qua được hai hậu vệ Hàn Quốc, xong cú ra chân bắt vô lê bóng sống của Văn Tùng thì không thể chê vào đâu được. Tuy vậy thì hiệp đấu đầu tiên mang theo nỗi thất vọng lớn của thầy trò huấn Sơ, cả ba cầu thủ quá tuổi là Hồng Dũng, Hoàng Đức và Tiến Linh đều được ông thầy Hàn Quốc tung vào sân ngay từ đầu, hòng tìm kiếm một trận thắng thuyết phục lấy lại tinh thần cho hành trình chinh phục chiếc huy chương vàng SEA Games. Song thì diễn biến hiệp 1 không thể làm cho ban huấn luyện U23 Việt Nam hài lòng ngoài bàn thắng của Văn Tùng. Một loạt sự thay đổi nhân sự ngay đầu hiệp 2, U23 Việt Nam chơi cực kỳ bùng nổ để tìm kiếm thêm bàn thắng dưới sự nỗ lực của các cầu thủ trẻ để chứng tỏ mình, hòng kiếm một suất chính cho SEA Games. Với thế trận áp đảo của đội nhà, Tiến Linh liên tiếp có cơ hội kết thúc nhưng không thể nhân đôi cách biệt, hòng đảm bảo một chiến thắng bên cạnh đó thì bảo toàn cũng có cơ hội song không thể kết thúc thành công còn ở chiều ngược lại thì các cầu thủ trẻ đến từ Hàn Quốc cũng nỗ lực tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa bằng những pha phản công cùng những tình huống câu bổng và vòng cấm địa của U23 Việt Nam song sự xuất sắc của thủ môn Văn chuẩn, Văn Toàn khiến cho các cầu thủ đội khách phải nản lòng phút 30 khán giả trên sân đằng đẫy phải thoát tim với cơ hội tốt nhất của Hàn Quốc bởi cú sút từ khoảng cách chưa đầy 6m May mắn là hậu vệ của U23 Việt Nam đã kịp thời dơ chân cản phá, tránh cho đội nhà một bàn thua trông thấy. Với trận thắng tối thiểu này, U23 Việt Nam đã có hành trình khởi động SEA Games là khá suôn sẻ. Song thì với việc ba cầu thủ quá tuổi chưa thể tìm được tiếng nói chung tốt nhất với những người đàn em, công việc của huấn luyện viên vẫn còn khá ngổn ngang trước giải Đông Nam Á, hứa hẹn với những sự cạnh tranh cực kỳ quyết liệt Các bạn thân mến, trên đây là bản tin bóng đá sáng sớm ngày hôm nay, mùng 10 tháng 4. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.